Chào các chế. Tiếp tục chương trình một sản phẩm hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn chính là sản phẩm serum Novosit màu nâu. Như các video trước ấy, tôi đã giới thiệu với các bạn là ba loại của hãng Novosit. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiếp sản phẩm màu nâu này các bạn nha. Mỗi sản phẩm đều tái tạo cho làm da rất đẹp. Đấy. Rồi, tôi sẽ làm nhanh về video này. Thì đây là một sản phẩm nguyên thùng nguyên hộp đường bay của hãng Novosit các bạn nhìn này. Đó. Đây 12 sản phẩm các bạn nhìn này, rất rõ ràng, hạn sử dụng tháng 7 2021. Đó. Các bạn nhìn chưa, rất rõ ràng nha, 7 2021. Rồi sản phẩm là 25ml. Các sản phẩm này serum thì nó thường rất là không được nhiều, nhưng mà nó trong nó chất đây. Nguyên thùng. Rồi. Sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Mỗi lần mở hộp sản phẩm này đều rất thích và bất ngờ các bạn nhé. Mọi người xem sản phẩm này khi mua cái nhìn thật sự về sản phẩm. Rồi. Rồi, như vậy tôi đã mở một sản phẩm. Rồi, tôi sẽ lấy một sản phẩm ra đây. Đây, các bạn đây. Trên tay tôi đây chính là sản phẩm serum Novosit màu nâu Beauty Oil, dầu trẻ hóa cho mặt và cổ. Chúng ta biết đấy, dầu tạo cảm giác thoải mái, được khuyến khích dùng cho da khô và rất khô. Nó ngăn ngừa mật độ ẩm và sự xuất hiện của các nếp nhăn. Sau 4 tuần da được thay đổi hoàn toàn, dầu dinh dưỡng nó trở nên mượt mà và được bảo vệ. Dầu không chứa silicone, chất bảo quản và màu nhân tạo. Rồi, các bạn nhìn nó rất đẹp luôn, làm rất là kỹ càng, đúng kiểu dầu luôn. Đây, hạn sử dụng, hạn sử dụng tháng 7 2021. Đây, new này, Omega 6 này. Đó, rất đẹp, sắc nét, logo hãng. Rồi, chúng ta nhìn qua đã thấy rất thích và tôi mua một sản phẩm Liolic E và Omega 6 dinh dưỡng chuyên sâu phục hồi và bảo vệ da. Dầu có chứa một loại coctitrovitamin nhóm A, E, F và chất chống oxy hóa. Nó có chứa hơn 50% axit linoleic. Omega 6 là chất thuộc gia đình của axit béo không bão hòa các bạn nhé. Đây, trên tay tôi đây chính là sản phẩm dưỡng da sâu, kích thích và cải tạo các bạn nhé. Sản phẩm là nó sẽ kích thích và cải tạo tế bào thức dậy để trẻ hóa, cung cấp độ ẩm, khôi phục sự cân bằng nước, lipid, loại bỏ cảm giác khô bong chóc. Bôi, chúng ta sử dụng như là bôi từ 3 đến 5 giọt dầu lên da mặt và massage cho dầu thấm vào da, trộn một hoặc hai giọt tinh dầu vào kem khuôn mặt của bạn, áp dụng trên da khô sạch sẽ. Thế là chúng ta có thể trộn được. Đây, các này rất chất. Đây, đây các bạn nhìn này, chúng ta dùng này, chúng ta bóp này này để nó hút lên này. Đấy, chúng ta nhìn bọt, rất đơn giản này. Đấy, còn một lượng serum thì chúng ta nhỏ 1, 2, 3, 4 tùy. Rồi, mùi rất thơm. Đấy. Sản phẩm nó làm rất đẹp, sắc nét, rất sang trọng, nhìn sang, màu rất sang các bạn nhé, đẹp không? 25ml, rất sang trọng. Đây hộp này, rất đẹp và sang trọng. Sau đây thì tôi sẽ cho bạn nguồn gốc sản phẩm, công bố của nước ngoài thôi nhé, 46070 86 070 86 565 100. Như vậy là các bạn nhìn này, đúng sản phẩm luôn nhé. Để chúng ta có thể dịch trong phần tiếng Việt đi. Đây là eBay này. Đấy, 186.000 đồng các bạn nhé. Chúng ta đọc qua này. Đấy, dầu làm đẹp cô đặc Novosit chống lão hóa cho mặt và cổ 25ml Omega. Mô tả sản phẩm này.
Đây. Tiếng Nga này. 2 đến 6 tuần. Rồi, như vậy là chúng ta đảm bảo được nguồn gốc của sản phẩm. Các bạn mua hàng nhắn tin đến số địa chỉ, số điện thoại 0973 323237 để nhận nhiều tư vấn mua hàng, kiểm tra hàng thoải mái, mới gửi tiền. Tôi có các video ở dưới, các bạn có thể đăng ký kênh để shop có thể làm các video tốt hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video mua hàng có đường link ở dưới hoặc số điện thoại, các bạn nhớ nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái, thanh toán. Để làm đẹp thì chúng ta chỉ cần chất thôi, không cần phải to đâu, không cần phải làm các hũ to, chỉ cần các tinh dầu như này rất là chất cô đặc. Các bạn nhìn hộp đã thấy sang rồi, nhìn mê luôn nhé. Đấy, các bạn nhớ mua hàng đều ủng hộ shop để làm các video tốt hơn. Chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.